bên đó cái họ hay là cái gì chạy mình mù trước chân gì chạy. Các bạn ơi, hiện tại là trời rất là bão luôn, thổi quá trời thổi luôn rồi các bạn, mưa nữa không. Giờ hôm nay mình sẽ dầm mưa, mình ra trước mình quay cho các bạn xem luôn hả. À, chơi luôn, tắm mưa chứ bài, tắm mưa không, hiểu không, đi tắm mưa nè, tắm mưa đi rồi chú cháu mình mỏi chơi, hiểu không. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ra trước mình quay cho các bạn xem, mình chơi dầm mưa luôn các bạn. Để ra trước các bạn. Quá thử rồi. Nè. Sẽ quay từ từ cái cảnh nhanh các bạn xem. Giờ này cái cam nó hơi ướt rồi các bạn. Đó. Chơi. Chơi nào. Chơi nào. Các bạn ơi, mình tắm hôm nay mình tắm mưa luôn. À, mưa rất là lớn luôn. Không thấy lâu giờ lâu luôn các bạn. Chỉ có một màu đen mà thôi. Mình héo rồi, ra đây mình héo ơi. Mình héo rồi. Tắm mưa. Thế nào? Quá đã các bạn ơi. Úp ơi. À. Sẽ lên mũi. Không thấy gì luôn các bạn. Đó. Cái máy mình không có chống nước nên bỏ trong cái bao nên thấy không có rõ các bạn, thông cảm nha. Nhỏ thấy không? Chút nữa mình tắm để mình đi máy cho tự thôi. Đó, luôn các bạn. Yeah, good.
sao bạn ơi, qua lạnh này. Đó. Anh em vợ ngủ cho các bạn. Mình thì nhằm mưa đến quay cho các bạn xem cái clip để cho các bạn mà có người thân nào đi biển á, thì cũng an tâm, tại vì chị bảo là ghe vô neo hết trơn, nên các bạn có người thân đi biển thì cứ yên tâm, không sao đâu. Đó. Thôi bây giờ mình kết thúc clip các bạn ơi, quá lạnh rồi.